Rồi, hôm nay em xin chào cả nhà thân yêu của em nha. Thì giờ này cũng trưa rồi cả nhà. Giờ này cũng 11 giờ rồi. Em đi thăm mấy cái lợp cá vừa mới tới điểm luôn. Hôm rồi em nhớ em có đặt ở trong đây một cái mà sao giờ giờ em không thấy nó đâu. Trời ơi, nó lúc ở ngoài cả nhà. Chổng đầu luôn rồi. Mà không biết con gì cả nhà ơi. Đó, cả nhà thấy không? Cái lời nhìn mũ có cái chai nước á. Không mà nó chổng đầu luôn, hôm rồi em đặt cái máy tông này nè. Giờ nó ra tới ngoài nữa rồi. Để bung cây luôn cả nhà. Để em ốp máy em lấy nó vô với cả nhà. Chúc cả nhà mình ngày mới vừa giờ sức khỏe nha. Và luôn tràn đầy thành công trong công việc nha cả nhà. Hy vọng là có hàng khủng. Quá trời gió luôn cả nhà ơi. Tình hình thì không biết như thế nào. Chứ hồi nãy là con cá lóc khủng nè cả nhà, nhưng mà nó chết rã xác luôn, cho nên em không có quay luôn. Rồi tiếc ghê tiếc luôn, con cá chà bá luôn mà nó chết queo. Rồi cái lợi của em đặt ở đây hôm bữa em có làm dấu em mất rồi mất tiêu rồi đó. Bữa có làm dấu mà sao nay cái dấu nó bị giống như bị có người đá ra. Ồ đây đây, còn thì là người ta đi câu cá, người ta vô người ta đá ra thôi, để người ta có đường người ta vô. Còn mà có dính không? Ôi cái đầu tiên cắt quốc có mà ăn không được. Cái thứ hai tợi cá lóc kiến, hai cá lóc kiến với con cá phi cả nhà ơi. À, thấy thèm thiệt chứ, bắt mày luôn. Cá lóc kiến ăn chết hả? Để ăn thử có chết hay không, hay chết thèm đây. Đem bắt luôn nha cả nhà. Cái này em thấy chổng đầu nữa cả nhà, mà hôm bữa em che lại đâu có cái lỗ này đâu, mà nay nó không có cái lỗ. Dù cái đầu tiên ngon thấy ghê, cái thứ hai vô được hai con cá lóc kiến. Nhiên còn cá phi đó, còn gì đây? Trời, cá lóc kiến không hay gì á. Trời ơi, quá chừng cá lóc kiến luôn. Thôi, thấy mẹ luôn rồi. Trời, cá lóc kiến không ai nhời, một nùi cá lóc kiến luôn. Chú này chết rồi, chú này có lục xả rồi. Quá chừng cá lóc kiến luôn. Một nồi cá lóc kiến. Có luộc xả ăn nha cả nhà. Rồi để mớp mang bắt nó ra đi. Hồi nãy cũng cái ao này nè cả nhà, mà đầu trong kia em dính được con cá bóng tượng cũng bự lắm, cổ tay ạ. Mà có cái bà chị vẫn đang câu cá phi con về cho mèo ăn nên em không có quay luôn. Đây một cái nữa là hết cái luồng 6 cái này cả nhà ơi. Hồi nãy em mới vừa bước xuống đây ở trong trong chồi dê trong kia có người ta nhìn nó nằm võng, nó nhìn ra ở ruột cây nữa. Về thì cá nào còn cái ruột cây hoài vậy phen. Ồ con cá trê. Trời ơi, ruột cây hoài. Cái này con cá trê cả nhà. Cái thèm thì chứ. Rồi để em bắt nó ra xong đặt lại cả nhà. Điểm này em có mấy cái nha cả nhà, như 8 cái hay 9 cái gì em cũng quên rồi. Hồi nãy thì em thăm bên kia 6 cái mà dính gần cả 5 kg cá cả nhà. Thấy ham thấy ghê không? Mà thuần là được hai con cá bóng tượng với con cá trê, con cá rơ, cá phi, còn nhiều cá lao kiến không, nó chịu đồ 8 con cá lao kiến cái gì vậy? Thấy thèm thiệt chứ, mà cá bự bự không nha cả nhà, cho nên đem về nướng luôn ăn thử coi nó có bị ngộ độc không. Ở đây chiếu rồi thì không dính nè,
chỗ này thấy cũng êm re luôn. Cái gì vậy? Ơi, con cà phê cả nhà ơi. Khó lấy. Con cà phê với con cua đồng, con cá sặc. Cái lờ của em ở đây hình như em thấy nó mất rồi thì phải cả nhà. Thấy thèm thiệt chứ. Chuyến rồi em thăm không dính. Chuyến này mất tiêu luôn rồi. Rồi mất thiệt rồi cả nhà ơi. Mất chứ không phải cá nó lôi, tại vì lục bình này khó mà lôi ra được lắm cả nhà. Thấy thèm thiệt chứ. Bữa nay su cà na mà gặp con mất lờ nữa chứ. Thôi. Cái này cũng mất luôn cả nhà ơi. Lượm đặt ở trong đây nè. Này cũng mất luôn rồi. Rồi luồng lờ này mất hết luôn cả nhà, chắc cú luôn. Khốn nạn thiệt chứ. Đây có dấu xuống nữa cả nhà. Bà mẹ nó khốn nạn. Má nó dập nó kiếm luôn cả nhà. Nó lấy được cái xong nó dập nó kiếm luôn. Nè, cái này mất luôn. Ôi trời. Mình đặt đây nè. Ba cái. Mất hết 4 cái rồi cả nhà. Luồng này có 8 cái mất vậy đó. Còn đây cái này em đặt lúc ở ngoài cả nhà. Lúc ngoài đây nó không thấy nữa, nó không biết. Cho nên còn em thấy nhõng đầu. Rồi con cá lầu kiến. Thôi em rút luôn cả nhà. Lấy đi luôn. Cái kiểu này không xong rồi. Mấy cái lọc mới của em nữa. Mấy người này gặp nó cái nước đầm nó tức á. Bữa nay là ngày mắc lọt hay sao á, 8 cái mắc hết 4 cái. Cái này còn hôm hả mắc nữa luôn. Còn được 4 cái mà dính cái thèm nữa. Dính cá lóc kiến với cá phi không. Cái này em cuốn luôn nha cả nhà. Dính không dính cũng cuốn. Điểm kia 8 cái mất 4 cái, còn 4 cái em rút hết 2 cái này. Còn có 2 cái cả nhà, 2 cái kia em bỏ lại chuyến sau nếu mà không dính thì em rút luôn. Ở điểm lẻ này em có 2 cái nha cả nhà. Ôi. Bệnh hoạn đi săn bắt kiếm ăn mà chúng nó cũng không buông tha nữa. Cái này cũng chắc cũng trớt rồi. Biết ngay. Không dính nha cả nhà. Ủa sao kỳ vậy ta? 3 cây mà sao? Đâu? Còn cây nữa đâu? Tiếp tục nha cả nhà. Cây này chuyến rồi cũng trớt quớt. Chuyến này thấy cũng im ru luôn. Cái ao này ngon lắm luôn nè. Mà sợ cá nó không có dựa qua mé bên này nha cả nhà, cho nên nó không dính, nước nó cũng rút xuống một khúc luôn. Hồi nãy em thăm thì thăm bên kia thì gặp lờ của anh em đồng nghiệp, thấy đường mòn nó cũng mới thăm luôn, dấu mới vô, thì ra là có lẽ là anh em đồng nghiệp lấy của em. Cái gì vậy? Rồi mấy cái sặc cả nhà, trớt nữa. Có khả năng là mấy anh em đồng nghiệp lấy của em, tại vì em đặt vậy xong rồi đi vô mấy cái ao á cả nhà, xong rồi thấy xong rồi lấy đem bỏ điểm rồi đặt lờ mình vô, nhưng mà chưa có đặt, chỉ lấy của em thôi. Rồi em đi một đoạn em lại qua mấy bên đây thăm 2 cái thì mới phát hiện được lờ của anh em. Chứ mé bên kia mất 4 cái thì không thấy.
buồn cái ghê buồn cái. Anh em nào cũng đi săn bắt kiếm ăn mà lấy rờ của em vậy. Rồi đợi dưới kìa con cái nó đem xuống tới liền quay nha cả nhà. Bữa nay su cà na thì coi đuổi vô đây kiếm về nó cắn ít xịt cá chừng kiếm luôn. Rồi dấu này hổm đâu có vậy đâu, nay sao vậy ta. Ôi quá trời kiếm luôn cả nhà ơi. Ui dạ. Ôi kiếm vàng à, một ổ kiếm vàng. Cái này hôm lùi mà nó dính con cá lóc tím. Bữa nay nó vô một đống cái sạc 5-6 con vậy. Rồi đặt lại nó đi. Mất cho mất nữa, không gì hết á. Từ sớm giờ không dính mà mắt em nó giật quá là giật luôn. Không biết gì đây nữa. Người ta nói giật mắt ăn xôi, giật môi mới ăn chỏ. Mà giật mắt mà nãy giờ không thấy. Ủa dạ. Không thấy một con cá lóc nào hết mà thấy mắt lộp nữa. Dính toàn là cá lau kiến thôi. Bữa nay su cà na thiệt luôn à. Cái sặc không. Đó 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 đó, có. Có cái này ơi, có, cái này có. Con gì đây? Đừng nói lau kiến nữa nha. Ồ, cá lóc, cá lóc. Một cặp luôn cả nhà ơi. Quá im. Mới thấy à. Một cặp cá lóc luôn. Cái này chứng lồi không dính, dính cái sặc em để lại nè cả nhà. Cái này dính cá lóc nha. Ui, quá đã. Quá sướng. Phê phê. Rồi, để em hai con này vô cũng lâu rồi cả nhà, đầy mỏ. Để mớp máy em bắt ra nha cả nhà. Cái sặc thì em để lại. Này phải dính vài cặp nữa cơ. Dính vài cặp nữa cả nhà. Mới bù lỗ được. Mưa tới hay gì. Vài cặp nữa mới bù lỗ được mấy cái lờ của em. Chứ dính kiểu này không bù lỗ nổi. Dạ. Đi nó đuối mà. Mắc lờ mà dính ít nữa. Cái này chiến rồi dính đó. Hai rùa con mà em không bắt ra còn y hai rùa con. Cái sặc. Ui. Cái sặc không có nhờ. Gió quá trời gió cả nhà ơi. Có ồn cả nhà thông cảm nha. Dạ, ây da. Dép cọng cỏ. Cái giò nó. Cái giò yếu. Đi dắt cọng cỏ cái. Cắm đầu. Mấy cái này chuyến rồi cũng không dính. Không dính con nào. Này dính được hai cá lóc luôn. Còn mấy cái này xanh im re. Trời ơi. Cá sặc không. Tiếp tục nha cả nhà. Kiến vàng nó bò tùm lum hết nè. Đem con cái. Đó, có cả nhà. Có. Nhỏ chứ không bự. Con một mà nhỏ như à. Mới cái sặc rồi để em đặt lại nha cả nhà. Em còn tổng cộng 5 cái nữa hết lọp nha cả nhà. Thì đây còn 2 cái nữa với kia 3 cái nữa là 5 cái là hết lọp. Bữa nay đi thăm 25 cái coi như là su cà na bị bệnh lợ tặc nó lấy hết 4 cái. Mà thăm từ sớm giờ nó dính yếu quá.
một đống cá lau kiến luôn. Anh thấy có cá chết nhưng mà không biết có con gì trong đây không. Trời ơi, không cả nhà ơi, không dính con gì luôn. Mây đen kéo tới nè cả nhà ơi, còn ba cái nữa mà mây đen kéo tới quá trời luôn, thâm kẹp đây nữa, ướt mưa. Ở đây em có hai cái, bên kia đằng kia em có một cái nữa, là ba cái. Cũng một con kinh này nhưng mà em đặt hai đoạn. Bữa nay su cà na. Rồi chất bớt một con có sạc màu. Cái lờ của em thấy nó sao nó chổng đầu cả cái nhà, bùng cây luôn. Không biết còn không nữa. Còn gì động đẩy không? Ồ kìa, ui, còn cá lóc khủng luôn cả nhà. Ôi ôi, để em tắt máy cả nhà, chứ giờ nó bung hết cái cây này để nó xảy cả nhà ơi. Đây nha cả nhà, vừa mưa tới luôn nè, mưa ào 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 tới luôn. À, em đang ngồi trong cái bóng cây, dính được con cá lóc khủng thôi cả nhà. Này nó khủng thì không khủng mấy cũng được nha cả nhà, vô ra vô cá nhất, nhưng mà con cái nó hơi ốm nha cả nhà. Ôi hên, bung cây mà còn dướng là được chút về cái lò nó thẳng ra cả nhà, không sảy, chứ không là sảy mất rồi. Ôi nó đã. Ôi có lý rồi, để em ốp máy em bắt nó ra cái cả nhà. Con này ôi cầm không hết luôn nè cả nhà, cầm không hết luôn. Bắt nó ra xong rồi còn cái nữa, rồi tới cái kia thì em quay cho cả nhà mình cùng xem nha. Bữa nay thì để được có ít cái nhà, con này nữa là con thứ tư, bốn cá lóc với lại một đống cá lau kiến. Hồi về nhà thì em tổng kết cho cả nhà mình cùng xem luôn nha. Thầm có cái hai cái lờ không, mũi nó gắn banh chành cái đai luôn. Đây là cái cuối cùng nha cả nhà. Bữa em đặt là không có chặt cây này nè, mà có dấu là chặt mà em đậy cái bao đó. Người ta không thấy hay vậy, chứ người ta thấy chắc có lẽ cũng không còn. Tại mũi bây giờ là ăn trộm nhiều hơn là người lương. Dội vô cuông của đồng, cái cuối cùng vô của đồng. Rồi để em về tới nhà thì em tổng kết số cá ngày hôm nay nha cả nhà. Rồi mới vừa về tới nhà luôn nha, mưa quá trời mưa, gió hì hì luôn. Hôm nay thất đây một thùng cá lau kiến, trong đây có một con nữa nè, bắt một con la luôn. Thùng cá lau kiến đè xuống đây. Đó, bên này là có nhiêu đây, con này mới dính nè, mới dính được con này cũng hên, được bốn cá lóc, còn cá bóng tượng, còn cá bóng tượng đã không? Chết hết con nữa, cá bóng tượng này khô tiêu hết tằng luôn. Con nhỏ đâu rồi? Hả, con nhỏ đâu dưới? Dạ rồi, đây một con, bắt con vô đây. Con cá cầm không hết luôn, hai con cái này thất, nhảy tùm lum bên đó, ba con, ui bốn con, bốn cá lóc à, bốn cá lóc, còn cái trê, hai cái phi, hai cái bóng, viên mới cá lau kiến, rồi, đây nha. Ừ, con này chết rồi. Mới lớn, mới nở. Còn sống không? Ai biết. Còn sống. Rồi, video hôm nay em tâm 25 cái lòi.
kết thúc đây nha cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp cả nhà trong clip tiếp theo nha.